Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy tính Dell nha anh em. Máy tính nhập Mỹ về. Mã của nó là i5-6200. Mã của nó là 3470. Cái máy tính này 3470. Và nó là i5 Dell 6200U và 8 GB, 128 SSD. Thì máy tính này nhập từ Mỹ về. Anh em quan tâm liên hệ em. Còn ngoại hình là khá là đẹp ha anh em ha. Đây. Có cổng HDMI và hai cổng USB sạc. Đây, con này chỉ có một con thôi nha anh em. Đây, ba cổng USB luôn. Cổng thẻ nhớ này. Đây. Rồi, cái ngoại hình thì tuyệt vời rồi. Nó dính mồ hôi tay nha anh em. Đấy. Rồi, bàn phím này. Bàn phím nó là Win 10 Pro. Bàn phím này anh em. Giống như là chưa qua sử dụng. Rất là đẹp. Đấy. Rồi, màn hình. Đấy. Rồi em Tùng khởi động lên thử như thế nào ha. Bấm khởi động lên. Rồi. Đây, từ dây 33 đến em xem thử mấy dây nó lên tới. Đó, Win 10 Pro. Cái đồng hồ của em là dây 33 được 10 em xem thử. Mình đã cài upfit rồi xong hết rồi. Rồi nó tầm khoảng 25 giây là nó sẽ lên được hết nha anh em. Đấy. Rồi, thì cái cấu hình nó là em đã gửi ra đến anh em xem rồi. Nói chung là siêu nhanh. Ok, thì ở dưới này nó cũng khá là đẹp ha. Nó ẩn luôn chuột luôn. Đây. Ánh sáng này nó khuất. Cái này i5 thì anh em cho học sinh rồi hoặc là làm văn phòng rồi là tuyệt vời. Office rồi đầy đủ anh em ha. Chung là Tùng cài hết rồi. Cũng siêu nhanh. Dành riêng cho anh em làm văn phòng rồi học online cho các cháu. Ok. Đấy. Rồi và giá của nó là 3 triệu 7 triệu rưỡi nha anh em, 7 triệu rưỡi. Cái này Mỹ về chứ không không phải là Việt Nam nha, tại vì em chuyên nhập Mỹ về. Đây. Rồi, anh em quan tâm liên hệ em Tùng 0962 232 180. Đấy thì anh em quan tâm thì liên hệ em Tùng. Cái máy 7 triệu rưỡi nha anh em. Đấy, anh em cứ quan tâm liên hệ em Tùng ha. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 180. Tùng nói chung là ngoại hình của em này thì tuyệt vời, không phải bàn cãi nữa. Đấy.
nó dính cái mùa hôi tây ha. Đấy. Ok, pin bọng đầu mới của Mỹ về hết. Em này rất là đẹp, upfit rồi, rồi là em cài vào hết là work rồi cho anh em xài. À, nó là Win 10 nha anh em. Rồi, ok. Rồi, thông số đây. Em Tùng cảm ơn anh em. Đó, chỉ có một ngoại hình như em này thôi. Pin siêu đẹp luôn. Siêu đẹp. À, rồi, em cảm ơn anh em.